Quý vị muốn cho con quý vị hết lười học thì quý vị phải hiểu được con quý vị nó thuộc học theo cách nào, âm thanh, hình ảnh, hành động hay tương tác, để mà quý vị dạy con hợp với cái cách học của con thì con mới hứng thú được. Quý vị cần phải quan tâm là cái cách học của con nít đó, nó không có giống cái cách học của người lớn. Người lớn là ngồi học, đọc sách, ghi chép, còn con nít đó, nó học theo cách của riêng nó, tức là nó học qua chơi đùa, nó học qua trải nghiệm. Mà quý vị cứ bắt nó ngồi chăm như vậy thì nó không thích là chuyện đương nhiên. Thành ra cái chuyện mà con quý vị nó không chịu ngồi yên một chỗ cũng phụ thuộc vào cái cá tính của từng đứa nữa. Có rất nhiều cách học khác nhau, nhưng có bốn cách thường gặp nhất. Đó là cách thứ nhất là có những người họ chỉ nghe thôi là họ nhớ rồi, nhưng có những người nghe thôi chưa nhớ được, mà phải nhìn thấy hình ảnh, phải thấy biểu đồ, phải thấy video họ mới nhớ, họ mới hiểu. Nhưng có những người là nghe cũng không hiểu, nhìn cũng không hiểu, nhưng mà tới hồi hoạt động thì mới hiểu, tới chờ chơi game hay là thực hành thì mới hiểu. Nhưng có những người là nghe không hiểu, thấy không hiểu, thực hành cũng không hiểu, nhưng tới hồi tương tác, hỏi câu chuyện, đặt câu hỏi cho người đó trả lời thì người đó mới hiểu. Tất cả chúng ta đều học theo bốn cách đó, nhưng có người có xu hướng là hợp với hành động hơn, có người có xu hướng hợp với tương tác hơn, có người có xu hướng hợp với âm thanh hơn, có người có xu hướng hợp với hình ảnh hơn. Quý vị muốn cho con quý vị hết lười học thì quý vị phải hiểu được con quý vị nó thuộc học theo cách nào, âm thanh, hình ảnh, hành động hay tương tác, để mà quý vị dạy con hợp với cái cách học của con thì con mới hứng thú được. Điều tiếp theo Lê muốn nói với quý vị khi mà dạy con nên dùng cả bốn phương pháp. Hãy giảng bằng lời để cho cái phương pháp âm thanh được thỏa mãn, hãy cho con phép con được vẽ hình ảnh, hãy cho con phép con được vẽ bậy, hãy cho con một cái quyển tập chỉ chuyên để vẽ bậy, hoặc là trước khi học phải cho nó chạy vòng vòng đi, cho nó nhảy lưng tưng ở nhạc hai mẹ con cùng nhau nhảy rồi mới học, hoặc là học được 15 phút rồi mở nhạc hai mẹ con cùng nhau nhảy rồi học tiếp. Thì những đứa trẻ mà nó cần hoạt động thì có hoạt động nó mới tập trung được.